Mình rất đam mê đi ngắm mấy cái vườn dâu. Mùa này mà đi tìm những cái vườn dâu trồng cây đẹp như thế này thì rất ít nha các bạn nha. Nhiều bạn muốn bỏ phố về rừng rồi thích trồng dâu, hãy cẩn thận nha. Không phải lúc nào trồng lên nó cũng đẹp như vậy đâu. Nếu như mình không có kinh nghiệm, có trải nghiệm giống như là Mr. Thái Công nói ấy, thì cẩn thận là đấy, nó giống như cây cây này, ngéo queo, banh xác nha. Đấy, nên là nếu như mà các bạn muốn lên Đà Lạt, bỏ phố về rừng thì tốt nhất là lên Đà Lạt trải nghiệm đi, sống hưởng thụ trước đã. Ví dụ như là đi ngắm dâu, mua dâu ăn. Đấy, đây, như những trái này này, thấy chưa, đẹp thôi rồi. Đó, nhìn như chanh luôn này, tưởng đâu chụp hình nữa chứ, đúng không, tưởng đâu ai vẽ hay là chụp trong hình đấy, không có đâu, trên tay mình đấy này, thấy chưa này, đói đẹp ngất, thơm ngát, thơm lắm lận. Còn ngọt hay không thì ăn mới biết chứ, mình nói các bạn cũng có biết đâu, thơm là các bạn đã không biết rồi, nhìn thấy đẹp thôi.